Radio Tin Mừng xin kính chào quý thính giả trong tình yêu thương của Đức Kitô và Mẹ Hằng Cứu Giúp. Kính mời quý vị cùng theo dõi chương trình Chúa Nhật 25 tháng 3 2018, tin Công giáo, suy niệm lời Chúa và tặng cuộc sống lắng động trong ngày. Muôn đời vẫn tin tiếng thầm con. Ave, Ave, Ave Maria. Muôn đời vẫn tin tiếng thầm con. Quý vị và các bạn thân mến, bản tin Công giáo hôm nay gồm có Cà phê vui vẻ, tiệm cà phê của những người khuyết tật. Đức Thánh Cha Francisco nói, cha cầu nguyện để linh mục Jack Harman được thành thánh. Các giám mục Malawi kêu gọi các bạn trẻ chống lại nạn tham nhũng. Các giám mục Malawi kêu gọi các bạn trẻ chống lại nạn tham nhũng. Các bạn trẻ có thể và phải là những người tiên phong trong việc chống lại hiện tượng tham nhũng tràn lan đang làm suy yếu đời sống xã hội ở Malawi, vốn đã bị thử thách nặng nề bởi sự nghèo đói nghiêm trọng. Đây là lời kêu gọi của các giám mục đưa ra trong cuộc họp thường niên của phong trào Young Christian Workers được tổ chức trong những ngày gần đây ở Mangochi. Đặc biệt, các giám mục khuyến khích giới trẻ tố giác những tệ nạn xã hội bằng năng lượng cần thiết để đưa ra ánh sáng hành vi sai trái mà họ gặp phải tại nơi làm việc và do đó chống lại tham nhũng. Đức cha Montfort Steamer, giám mục Mangochi, phó chủ tịch ủy ban mục vụ của Hội đồng giám mục Malawi giải thích, đa số những người trẻ ngày nay bị giới hạn ở chỗ chỉ nhìn thấy mọi thứ nhưng lại sợ phán đoán, đánh giá những gì họ thấy bởi vì họ không có can đảm để hành động. Chính vì thế những người trẻ cần phải có can đảm nói công khai chống lại cái ác đang lan tràn. Do đó, các giám mục kêu gọi là cần phải áp dụng những thái độ được đề nghị theo phương châm của phong trào, nhìn thấy, đánh giá và hành động. Tránh nói một cách công khai về những thực tế không đúng mà bạn gặp. Trong công việc, vì sợ mất việc hoặc vì không muốn đi khác đường lối của bạn bè, thay vào đó các bạn nên đánh giá các tình huống và sau đó hành động theo sự phán xét của bạn bằng cách luôn luôn đặt Chúa Giêsu Kitô vào trung tâm của hành động mà bạn đang thực hiện. Đức giám mục cũng khuyến khích các bạn trẻ công giáo can đảm đảm nhận các trách nhiệm trong cộng đồng công giáo. Cà phê vui vẻ, tiệm cà phê của những người khuyết tật. Đây là tiệm cà phê khá đặc biệt sau kinh nghiệm đầu tiên ở thành phố Rennes. Ngày 22 tháng 3, tiệm mở cửa ở Paris. Nhân viên của tiệm là các người khuyết tật tinh thần hoặc bị vấn đề về nhận thức. Báo Thập Giá gặp ông Jan Bukain Lanrazak, người sáng lập tiệm, người chủ nhiệt tình muốn truyền tải niềm vui của gặp gỡ. Khái niệm về tiệm cà phê vui vẻ. Đây là tiệm cà phê, tiệm ăn gồm 20 nhân viên, đầu bếp và người phục vụ đều là người bị khuyết tật tinh thần Landendau hay bị hội chứng nhận thức tự kỷ. Chúng tôi có 3 quản trị viên để hướng dẫn họ. Tiệm phục vụ các thức ăn mặn và ngọt, tất cả đều làm tại tiệm và là thức ăn tươi, cũng có thực đơn dành cho người ăn rau. Ông Lanrosak cho biết. Tiệm ăn ra đời như thế nào? Ông Lanrosak nói rằng, cùng với nhà tôi, năm 2012, chúng tôi thành lập Hiệp hội Thuyền Buồm Tương Trợ Xanh Biếc. Trên chiếc thuyền buồm Hafata, có khả năng chở 30 người, gồm cả xe lăn. Chúng tôi đã tổ chức 450 chuyến đi với các tù nhân, các người bệnh, các cô gái điếm, những người ngoài đường phố. Tổng cộng từ 5 năm nay đã có hơn 6.500 người lên thuyền. Cách đây 4 năm sau một chuyến đi, Theo, một thanh niên bị chứng tự kỷ nói với tôi, chuyến đi thật tốt đẹp, cảm ơn thuyền trưởng, ông có ngày nào cho tôi không? Tôi lặng người không nói gì được. Trước hết tôi nói không. Nhưng Theo vặn lại, đúng tôi khuyết tật nhưng tôi có thể hữu ích, tôi muốn làm việc. Tôi suy nghĩ, rồi tôi bắt đầu lên chương trình. Tôi thay nghén 2 năm cho dự án cà phê vui vẻ. Đâu là các cảm hứng của ông?
Ông Lanzerat cho biết, tôi gặp ông Jean Vanier, người khuyến khích tôi trong dự án này, ông đã có những lời rất mạnh. Tôi tin chắc cuộc gặp với người khuyết tật sẽ làm các bức tường đổ xuống. Đứng trước sự khác biệt, chúng ta bị đóng khung bởi luật của kẻ mạnh, kẻ đẹp. Các người mong manh, khuyết tật, các người yếu kém dưới mắt các tiêu chuẩn này, họ có một lời nhắn rất mạnh, họ có thể làm việc một cách khác, họ dùng thì giờ nhiều hơn, và như thế thức ăn sẽ có nhiều hương vị hơn, ngon hơn, và cùng một lúc, họ gần hơn với điều thiết yếu. Thật tuyệt vời khi nhìn họ, họ có một niềm vui cảm nhận, mình có một chỗ đứng, họ có thể hữu ích. Ngày nay, nạn thất nghiệp làm cho con người bị loại ra khỏi xã hội. Những người bị khuyết tật còn bị loại ra gấp đôi, gấp ba trong thế giới này. Tại sao ông chọn Paris để mở tiệm? Ông Landrazac cho biết, tôi mong tiệm có một chỗ đứng ở thủ đô, nơi có rất nhiều trụ sở trung ương của các công ty lớn, trung tâm của nền kinh tế. Đó là các thế giới không quen gần với người khuyết tật, nhưng sự gặp gỡ có thể hữu ích cho hai bên. Tôi nghĩ họ sẵn sàng. Họ muốn một cái gì khác hơn là tuyền lợi nhuận. Các nhân viên phục vụ rất tự hào được ở trong khu vực này. Làm sao ông quản lý các người khuyết tật này hàng ngày? Chúng tôi không nhìn họ qua khuyết tật của họ, nhưng qua khả năng của họ. Trước khi nói đến cách làm và hiệu năng, thì phải nói đến ước muốn. Đó là điều quan trọng nhất. Có người thấy thoải mái ở phòng ngoài khi tiếp xúc với người khác. Có người thích ở trong bếp, và thời khóa biểu phải phù hợp, hợp đồng làm việc từ 10 giờ đến 35 giờ. Mới đầu, họ cần từ 3 đến 4 tháng đào tạo và được các quản trị viên hướng dẫn. Hai nhà truyền giáo chuyên ngành giúp tôi trong việc tuyển chọn và tiếp tục làm bán thời gian với chúng tôi. Chúng tôi cũng được các hiệp hội chuyên việc hội nhập các người khuyết tật giúp. Ông Landrazac cho biết. Đâu là mô hình kinh tế của tiệm? Đây là một tiệm bình thường, mục đích là phải có lợi, nhưng toàn bộ tiền chia đều được dành cho Hiệp hội Thuyền Buồm Tương Trợ, cổ đông chính của tiệm. Hội sẽ dùng tiền này để giúp những người gặp khó khăn, những người bị loại trừ, những người bệnh. Đâu là các thách đố ông phải đối diện trong dự án này? Ông Landrazac nói rằng, được bền lâu, tất cả phải có chất lượng, đây là một nghề rất đòi hỏi. Tôi mong muốn phát triển thêm dự án này và mở thêm ở các thành phố khác như Bordeaux, Lille, Lyon để dự án trở thành một thương hiệu nhỏ, nhưng không có chuyện phát triển bằng mọi giá. Cha cầu nguyện để linh mục Jacques Hamel được thành thánh. Khi cô Eugenie Paris đưa cho Đức Francisco lời cầu nguyện, xin cho linh mục Jacques Hamel được phong chân phước. Ngài nói với cô, cha cầu nguyện để linh mục Jacques Hamel được thành thánh. Cô Eugenie Paris ở Rouen, nước Pháp. Cô 25 tuổi. Cô có dịp trao đổi với Đức Francisco vài lời trong ngày đầu khai mạc tiền thượng hội đồng ngày trẻ tổ chức ở Roma từ 19 đến 24 tháng 3 2018. Cô Eugenie Paris là người phụ trách ban tuyên úy sinh viên của địa phận Saint-Étienne-de-Rouvray, Rouen, địa phận nơi linh mục Jacques Hamel bị giết. Ngày 19 tháng 3, cô có dịp nói với Đức Francisco vài lời trước khi ngài đọc diễn văn. Ba bạn trẻ Pháp được Hội đồng Giám mục Pháp cử đi tham dự tiền thượng hội đồng để chuẩn bị cho thượng hội đồng người trẻ sẽ tổ chức vào tháng 10 sắp tới ở Roma với chủ đề Người trẻ, Đức tin và phân định ơn gọi. Cô Eugenie Paris kể, tôi ngồi hàng đầu với hai bạn Claire và Adrian, vì thế chúng tôi có thể chào Đức Giáo Hoàng. Tôi đưa cho Ngài lời cầu nguyện, phong chân phước cho linh mục Jacques Hamel. Ngài cầm tay tôi, Ngài nhìn tôi và Ngài nói bằng tiếng Pháp, cha cầu nguyện để cho linh mục được thành thánh. Đó là giây phút rất sâu đậm mà tôi giữ trong lòng, trong ký ức tôi, một giây phút vui mừng thật lớn. Tôi cũng nói với Ngài là chúng tôi cầu nguyện cho Ngài và người trẻ ở Pháp rất mong chờ Ngài. Lời cầu nguyện này tôi cũng cho các bạn tham dự tiền thượng hội đồng, họ rất cảm mến. Ngày 26 tháng 7 2016, linh mục Jacques Hamel bị hai người Hồi giáo cực đoan đâm chết, trong khi Ngài đang dâng thánh lễ ở nhà thờ Saint-Étienne-de-Rouvray, địa phận Rouen, nước Pháp. Ngày thứ năm tuần thánh,
13 tháng 4 2017, trong thánh lễ ở nhà thờ chính tòa Rouen, Đức Tổng giám mục Dominic Lebrun loan báo án phong chân phước cho linh mục Jacques Harman đã được mở và linh mục Paul Vigoureux được cử làm cáo thỉnh viên. Sau thánh lễ, lời cầu nguyện xin cầu bầu đã được phát cho giáo dân. Ngày 14 tháng 9 2016, Đức Francisco đã dâng thánh lễ tưởng niệm cố linh mục Jacques Harman tại nhà nguyện Thánh Marta với sự có mặt của gia đình linh mục. Ngày hôm sau, quyển sách nhật tụng của linh mục Jacques Harman đã được đặt ở đền thánh Saint Barthélemy, Roma, đền thánh của các vị tân tử đạo. Kinh cầu nguyện xin phong chân phước, cha Jacques Harman. Xin cha cầu bầu cùng Chúa lời cầu nguyện của chúng con. Chúa là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Cha đã thánh hiến đời mình cho Chúa. Xin Chúa giúp chúng con thể hiện được ý Chúa, đơn sơ, trung thành mỗi ngày. Cha đã dâng lên Chúa bánh và rượu. Xin Chúa giúp chúng con dâng cuộc sống của mình cho danh Ngài và cho sự cứu rỗi thế giới. Cha đã lột mặt nạ của Satan, kẻ chia rẽ. Xin Chúa giúp chúng con đẩy lùi được cám dỗ. Xin cho chúng con tiếp nhận thần khí của yêu thương và tha thứ. Cha đã chết trong chiếc áo linh mục. Xin Chúa giúp chúng con làm chứng cho Chúa Giêsu, cho tin mừng của Ngài cho đến cùng. Xin cha dâng lên Chúa ý chỉ cầu nguyện đặc biệt này. Và cuối cùng, xin cha cầu bầu cùng Chúa để người trẻ giáo phận Rouen dâng hiến đời mình cho Chúa. Linh mục Jacques Harman xin cầu cho chúng con. Chúa trên cao thứ tha tội đời, con lần trong đêm tối đã quên Ngài, quên tình Ngài thương con, thì giờ đây chấp hai tay con nguyện xin Chúa thứ tha cho một đời con lầm lạc. Quay về đây bên Chúa, Chúa yêu con thứ tha tội đời. Bao lần con vấp ngã, sống ơ thơ cho tình Ngài thêm đau, thì giờ đây Chúa thương con, xin dìu con đến với Ngài. Con gục đầu ăn năn. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 12 từ câu 1 đến câu 11. Sức dầu thơm tại Bethania. 6 ngày trước lễ vượt qua, Đức Giêsu đến làng Bethania, nơi anh Lazaro ở. Anh này đã được người cho sống lại từ cõi chết. Ở đó, người ta dọn bữa ăn tối thiết đãi Đức Giêsu. Cô Marta lo hầu bàn, còn anh Lazaro là một trong những kẻ cùng dự tiệc với người. Cô Maria lấy một cân dầu thơm cam tùng nguyên chất và quý giá, xức chân Đức Giêsu rồi lấy tóc mà lau. Cả nhà sực mùi thơm. Một trong các môn đệ của Đức Giêsu là Giuđa Iscariot, kẻ sẽ nộp người, liền nói: "Sao lại không bán dầu thơm đó lấy 300 quan tiền mà cho người nghèo?" Y nói thế không phải vì lo cho người nghèo, nhưng vì y là một tên ăn cắp. Y giữ túi tiền và thường lấy cho mình những gì người ta bỏ vào quỹ chung. Đức Giêsu nói: "Hãy để cô ấy yên. Cô đã giữ dầu thơm này là có ý dành cho ngày mai táng Thầy. Thật vậy,
Người nghèo thì bên cạnh anh em lúc nào cũng có, còn thầy, anh em không có mãi đâu. Một đám đông người Do Thái biết Đức Giê-xu đang ở đó. Họ tuôn đến, không phải chỉ vì Đức Giê-xu, nhưng còn để nhìn thấy anh La-za-rô, kẻ đã được người cho sống lại từ cõi chết. Các thượng tế mới quyết định giết cả anh La-za-rô nữa, vì tại anh mà nhiều người Do Thái đã bỏ họ và tin vào Đức Giê-xu. Khi tình yêu lên tiếng. Suốt bữa ăn, Maria đến nơi Chúa ngồi, đổ dầu thơm sức chân Chúa, thứ dầu thơm quý mà theo con mắt nhà nghề của Giu-đa trị giá khoảng hơn 300 quan tiền, tức hơn một năm lương của người lao động phổ thông. Maria không có ý chơi ngông hay lôi kéo sự chú ý của người khác. Bà không quan tâm đến những lời bàn tán giá trị loại dầu thơm này. Bà đổ hết xuống chân Chúa và sức chân Ngài. Mùi thơm sực cả nhà, chẳng khác gì bà đổ hết tình yêu của bà vào Chúa Giê-xu. Đây là cử chỉ tuyệt vời của tình yêu và cả nhà thơm lây hương thơm của tình yêu ấy. Trong lúc đó, có những môn đệ tỏ ra khó chịu vì hành động của bà. Thánh Gioan chỉ đích danh Giu-đa là người đã kích hành động hào phóng của Maria và cho biết ông là một tên ăn cắp. Hành động tình yêu của Maria không quy ra tiền, và ông tính toán số tiền không nhỏ nhờ bán dầu thơm sẽ làm túi tiền ông giữ căn phòng lên, và cơ hội ông bớt xén sẽ càng nhiều. Bỉ ổi hơn, ông còn che giấu lòng tham lam của mình dưới chiêu bài bác ái, bán dầu để bố thí cho người nghèo. Bạn có kinh nghiệm gì khi nhiệt tình đóng góp cho công cuộc truyền giáo của Chúa mà vẫn bị người khác nói lời châm chích? Nơi bạn, tình yêu đối với Chúa và Hội Thánh có lớn đến mức vượt lên những bàn tán xì xèo chung quanh không? Mời quý vị cùng theo dõi chuyên mục Quà tặng cuộc sống. Trẻ hôm nay. Thỉnh thoảng, khi đáp máy bay đi thuyết trình ở các nơi, tôi thấy mình may mắn khi được ngồi cạnh những người bạn đồng hành thích trò chuyện. Đó quả là một điều thú vị, bởi tôi vốn là người thích lắng nghe người khác. Tôi đã được nghe nhiều câu chuyện về nỗi buồn, niềm vui, nỗi sợ hãi, sự thù hằn và về nhiều điều thú vị khác. Nhưng cũng thật buồn, có nhiều lúc tôi phải ngồi cạnh một người chỉ muốn trút hết tất cả những hằn học, bực tức
lên vị khán giả bất đắc dĩ ngồi bên cạnh trong suốt chặng đường dài 600 dặm. Tôi nhớ có một lần như thế, tôi buộc phải ngồi một chỗ chịu đựng bài thuyết trình về tình trạng kinh khủng của thế giới ngày nay. Anh biết đấy, giới trẻ ngày nay thật là... Ông ta cứ tiếp tục nói không ngừng về sự tệ hại của tuổi trẻ ngày nay, chủ yếu là dựa vào những bản tin lúc 6 giờ hàng ngày mà không có sự chọn lọc. Tôi vui mừng xuống máy bay khi đến nơi, và trên đường về khách sạn, tôi mua một tờ báo địa phương. Một trang bên trong của tờ báo có đăng một bài viết mà tôi nghĩ rằng đáng ra nó phải được đưa lên trang nhất. Bài báo viết về một cậu bé 15 tuổi bị mắc bệnh u não. Cậu đang phải điều trị bằng phương pháp xạ trị và hóa trị. Hậu quả của những đợt điều trị ấy làm cậu bị rụng hết cả tóc. Tôi nhớ cảm giác của mình lúc bằng tuổi cậu bé, ắt hẳn là tôi phải xấu hổ và khổ sở lắm. Những người bạn của cậu chợt nghĩ ra một giải pháp. Tất cả các cậu bé trong lớp đều xin phép gia đình được cạo hết tóc, để bạn mình sẽ không phải là người không có tóc duy nhất trong trường. Và ngay trên trang báo là bức hình chụp một người mẹ đang tự tay cạo đầu cho con mình trước vẻ hài lòng của mọi người trong gia đình. Vâng, tôi vẫn tin vào tuổi trẻ hôm nay. Hanok Makati. Muối. Một chàng trai trẻ đến xin học một ông giáo già. Anh ta lúc nào cũng bi quan và phàn nàn về mọi khó khăn. Đối với anh, cuộc sống chỉ có những nỗi buồn, vì thế học tập cũng chẳng hứng thú gì hơn. Một lần khi chàng trai than phiền về việc mình học mãi mà không tiến bộ, người thầy im lặng lắng nghe rồi đưa cho anh một thìa muối thật đầy và một cốc nước nhỏ. Con cho thìa muối này vào cốc nước và uống thử đi. Lập tức chàng trai làm theo rồi uống thử. Cốc nước mặn chát, chàng trai trả lời. Người thầy lại dẫn anh ta ra hồ nước gần đó và đổ một thìa muối đầy xuống nước. Bây giờ con hãy nếm thử nước trong hồ đi. Nước trong hồ vẫn vậy thôi, thưa thầy. Nó chẳng hề mặn lên chút nào, chàng trai nói khi múc một ít nước dưới hồ và nếm thử. Người thầy chậm rãi nói, con của ta, ai cũng có lúc gặp khó khăn trong cuộc sống. Và những khó khăn đó giống như thìa muối này đây. Nhưng mỗi người hòa tan nó theo một cách khác nhau. Những người có tâm hồn rộng mở, giống như một hồ nước, thì nỗi buồn không làm họ mất đi niềm vui và sự yêu đời. Nhưng với những người tâm hồn chỉ nhỏ như một cốc nước, họ sẽ tự biến cuộc sống mình trở thành đắng chát và chẳng bao giờ học được điều gì có ích. Sau hết, mời quý vị cùng Mai Thiên theo dõi chuyên mục Lắng Động Trong Ngày. Thời gian trôi, lưu dấu nhớ thương xa vời. Làm sao quên giây phút sánh vai trên đời, ngợi ca Chúa nhân chân suối tin yêu trong ngần nguồn thương mến dạt dào cho thế nhân. Nguyện xin Chúa thương ban ân hai hà, đường dương thế gian khó biết bao xa xa. Dù mai đây thành đường.
quý vị và các bạn thân mến, nếu nói đến những người xem ra như vô dụng ở trên đời này, thì có lẽ không ai bị xem là vô dụng như anh Leo. Leo là người sinh tại Texas bên Hoa Kỳ. Anh có một vóc dáng rất dị thường. 40 tuổi rồi mà chiều cao của anh mới chỉ có chưa đầy 90cm. Không những thế, Leo lại có một khuôn mặt thật xấu xí. Leo bị hư mất một mắt, mắt còn lại chỉ thấy mờ mờ. Tai của Leo bị điếc và anh cũng không nói được. Thêm vào những bất hạnh đó, lại còn một bất hạnh khác nữa, đó là đôi chân của anh không thể sử dụng được. Vì sinh ra nhầm ngôi sao xấu như thế, nên Leo cũng chẳng được học hành chi hết. Tuy nhiên, nhờ có một ý chí sắt đá, Leo đã tự học và anh đã có thể đọc và viết được. Leo đã tự tay chế ra một chiếc xe để di chuyển, và anh đã dùng chiếc xe này làm phương tiện để đi bán báo, kiếm tiền nuôi thân. Ấy thế mà kẻ trộm cũng đã không buông tha người bán báo tàn tật này. Lần kia, lợi dụng lúc anh Leo đang ngồi thiếp đi vì mệt trên chiếc xe lăn, trộm đã lấy hết đồ đạc mà anh mang theo xe. Hay tin, một người khốn khổ như thế mà còn bị trộm chiếu cố. Một gia đình đã đến giúp đỡ và an ủi Leo. Chính nhờ cuộc tiếp xúc này mà gia đình kia mới khám phá ra một con người tốt lành được ẩn giấu dưới một lớp vỏ của một con người xấu xí. Quý vị và các bạn thân mến, Leo đã sống phó thác cho Chúa hoàn toàn. Anh không hề than vãn phiền trách về số phận hẩm hiu của anh một lời nào. Chúa đã dùng một hãng phim quay lại cuộc đời của Leo để nói với những người bị xã hội coi là xấu số, hẩm hiu, kém may mắn rằng không ai là người vô dụng trong xã hội này cả. Trong Tin Mừng Matthew chương 20 câu 1 đến câu 16, Chúa cũng đã nói như thế với chúng ta. Thánh sử Matthew thuật lại dụ ngôn những người làm vườn nho cho biết, đến giờ thứ 11, nghĩa là khoảng 4-5 giờ chiều rồi, mà ông chủ vườn nho khi ra ngoài phố chợ, vẫn thấy có những người đang đứng không ở đó. Ông hỏi, sao các anh lại đứng không ở đây suốt ngày thế? Họ trả lời, vì không có ai thuê mướn chúng tôi cả. Những người không được ai thuê mướn trên đây, phải hiểu là những người bị xã hội coi là vô dụng. Thế nhưng, ông chủ vườn nho ở đây lại bảo những người không được ai thuê mướn kia rằng, các anh hãy đi làm vườn nho cho tôi. Ông chủ vườn nho này thật là khác thường, không những vì ông đã mướn những người bị xã hội coi là vô dụng, mà còn khác thường vì ông kêu họ vào làm vườn nho cho ông vào lúc 4-5 giờ chiều, giờ mà người ta sắp sửa nghỉ lao động. Nhưng điểm khác thường nhất là ông trả công cho những người này như những người vào làm cho ông từ sáng sớm. Điều gì đã gây nên sự khác thường ở nơi ông chủ vườn nho trong dụ ngôn này? Thưa, đó là tình thương. Tình thương là động cơ thúc đẩy Thiên Chúa coi mọi người đều là hữu ích, chứ không có ai là vô dụng cả. Chúng ta là những người bất tài, bé mọn, tật nguyền, ốm đau già yếu, vụng về, ngu dốt, xấu xí, không có khả năng, không có địa vị, phải không? Đừng buồn và cũng đừng có mặc cảm, bởi vì cho dù xã hội có chê bai, có loại trừ, có coi chúng ta là những người vô tích sự đi nữa, thì Thiên Chúa, vị chủ tể của vũ trụ này, vẫn thu dụng chúng ta vào những công việc của Ngài. Ngài thu dụng chúng ta
không cần ai giới thiệu. Ngài cũng không cần quan tâm đến bằng cấp, không cần quan tâm đến quá trình hoạt động của chúng ta. Ngài cũng không ngồi ở bàn giấy để nhận đơn từ thu dụng chúng ta, mà Ngài đi tìm kiếm chúng ta ở mọi nơi, vào mọi lúc, để thu dụng chúng ta vào làm những công việc của Ngài. Trong những phút cầu nguyện hôm nay, chúng ta hãy cảm tạ tình thương của Chúa dành cho chúng ta, cho dù chúng ta chẳng có gì để đáng cho Ngài thương. Amen. Nguyện xin Chúa thương ban thánh ân hai hà, đường dương thế. Radio Tin Mừng xin tạm dừng tại đây. Mọi thắc mắc và ý kiến đóng góp vui lòng gửi về địa chỉ email radiotinmung@gmail.com. Mai Thiên thân ái tạm biệt. Lạy Chúa, xin giúp chúng con sẵn sàng vác thập giá với Ngài. Tim buồn lòng con vẫn mơ về quê tình thương.